Tại Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu vừa tổ chức hội nghị triển khai tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tây Nguyên. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận các chủ trương biện pháp tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, nhất là tổ chức các chốt kiểm soát, các tổ tuần tra lưu động, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, Lào về nước trên địa bàn Tây Nguyên, chuẩn bị các điểm cách ly tập trung phương án triển khai bệnh viện giã chiến để sẵn sàng tiếp nhận cách ly, điều trị theo từng cấp độ dịch khác nhau. Tại hội nghị, Tư lệnh quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của quân khu về đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, triển khai các biện pháp đồng bộ quyết liệt hiệu quả, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, thông điệp 5K, huy động các nguồn lực bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến lãnh đạo chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình để tham mưu và triển khai các biện pháp chống dịch hiệu quả các đơn vị chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự phát triển kinh tế xã hội và sẵn sàng chiến đấu cao đảm bảo đời sống sức khỏe bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện học tập công tác Phối hợp cùng với các lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.